Chào mọi người, mọi người đã trở lại với video của gia đình nhà Viết. Hôm nay nhà Viết đi chơi ở cái làng tên là Kaisersberg, một cái làng ở vùng Alsace của mình, và mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Aujourd'hui, on va à Kaisersberg. C'est un petit village. Ouais, on va aller. Il y a l'office de tourisme. Après, on va aller voir, je crois, une église. Il y a un petit château. On va voir tout ça. Ouais, ça te dit? À, bây giờ thì mình đã đi vào trung tâm của ngôi làng. Thì cái làng này cách nhà mình là khoảng 5-60 cây. Gần đây là có phố Colmar. Nhà này, cái làng này nó ở trên con đường rượu vang, rất là nổi tiếng ở đây. Mọi người thấy không, đây là những cái đường xưa, cho nên là ở dưới đất đều là có pavé. Và ở đây là ngoài dân ở đây thì họ được lái ở trong này, chứ còn nếu không mà khách du lịch không được quyền lái ở đây. Cho nên họ đã giữ theo cái kiến trúc cổ của ngày xưa. Vì chúng ta đang ở một cái vùng nổi tiếng về rượu, cho nên là rượu vang ở đây, là mình vô cái làng này thì rất là nhiều cave. Ở đây mình có thể thưởng thức, mình có thể mua. Vì ở đây là một cái ngôi làng nổi tiếng, cho nên là người ta trang trí hoa rất là nhiều trong cái thời buổi mùa hè, vì có rất là nhiều du lịch đi. Mình đang ở đây là ở trong cái office de tourisme của cái làng Kaisersberg. Ở đây khi mà mình đến du lịch, chẳng hạn mình không biết mình có thể ăn uống ở đâu, hay mình có thể ngủ ở phòng trọ ở đâu này nọ, thì mình hỏi thì ở đây họ sẽ hướng dẫn tư vấn cho mình. Ở đây là họ bán cho cả những món quà lưu niệm. One step forward and another back. I will never try to fool ya. Cái fontaine của cái làng Kaisersberg. Và trước mặt mình đây là cái nhà thờ của Kaisersberg. Nhà thờ này nổi tiếng vì cái kiểu của nó là kiểu Roman. Và trong nổi tiếng là bức tượng cây thánh giá của Chúa bị đóng đinh, nó cao 4 thước và chỉ có duy nhất ở cái nhà thờ này là có. Và khi mình đi sâu thêm ở trong thì có cái như là cái chỗ thờ Chúa, thì cũng là một cái bàn thờ rất là đặc biệt. Của đây họ khắc bằng có vàng và những cái lịch sử của Chúa. Nhà mà mọi người thấy đó là nhà bằng colombage, là một cái kiến trúc của vùng Alsace đặc sản ở đây. Ở đây thì mình đi chơi, không khí nó cũng trong lành và mình đi chơi cũng rất là vui. Nhiều người gia đình họ cuối tuần họ sẽ thích đi chơi ở đây.
Có thể là ngắm những nhà cổ. Chị cho Victoria Chị mắt coi xem thời gian là bà là Seagull. Là Seagull là một cái phải con là chim biểu tượng của vùng Alsace mình. Có cái cốt truyện là biết bố nhà nào mà có con Seagull với chị gân họ thường ấm đi một đi à em bé là em nói có xem chị như gân là hết một cái biểu cười tượng là của chị nhà đó á sắp có em bé. Thì nếu nó hồng thì là có bé gái, vậy còn xanh thì sẽ có bé trai. vậy Thì ở bên Pháp ví dụ mình xem sụp đẹp thì vậy phụ nữ khi có em bé là 3 tháng chúng ta mới báo cho gia đình biết. Thì người Alsace đặc biệt là họ sẽ báo như thế, và cũng là giống như theo phong tục ngày xưa mình sẽ báo cho cả làng biết là nhà này sắp có em bé. Cho nên mình đã cho Victoria xem, Victoria thấy rất là đặc biệt. Regarde, je vais. Enfin, je te. Regarde, je vais lui montrer. Regarde. Cái đất poterie, la poterie làm bằng bằng đất. Thấy đẹp không? Poterie. Người Oui. ta mới dùng cái đó Là tu peux nấu voir. lên, thì người ta mới Tu vois, thành c'est cái joli. khuôn, có thể thành Oh, t'as vu comme c'est beau? chén, dĩa, ly, tách đồ. Và những cái mâm của người Alsace cũng là làm bằng cái này. Ouais, là c'est un peu dur. Vas-y. Ouais, c'est dur ici, mais je sais bien. Pousse. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine. Cái đường này thì đường pavé cho nên là Victoria không đi được trottinette. C'est pas grave, chérie. Viens, on range la trottinette. Parce que là, avec les pavés. Và cái ngôi làng này rất là lý tưởng để chúng ta có thể đi bộ, đi ngắm những cái nhà xưa và khuây khỏa trong cuối tuần. Victoria rất là thích đi bộ, thích để mà ngắm và có cái gì mà sờ được thì Victoria sẽ thích lắm. Và nhất là cảm giác đi những nơi mình chưa quen, qua một cái cầu ở dưới có cái dòng Cái này là suối vai sao sao? Vais rất là nhanh, cho nên ban đầu Victoria cũng hơi sợ nhưng mà rồi thì cũng rất là thích. Và ở trên đó thì mọi người thấy là cái château là cái lâu đài của Kaisersberg. Nhưng mà do Victoria còn nhỏ quá cho nên là đó có những cái bước đi hơi hơi cao cho nên là với em bé không đi được. Thì lần sau mình sẽ khi nào Victoria lớn lên thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Về doucement. Tu regardes? Vas-y, regarde. Et tu le prends? Victoria đến đây thì Passe. Victoria đã chọn món để ăn goûter là món kem. Ở đây là họ bán những món lưu niệm, souvenir cho những người đi qua tỉnh này dùng của mình, thì có emo hay là những cái để mà mình dán lên cái frigo. Hôm nay Victoria đã chọn kem vani. Victoria rất là thích kem vani.
từ cái cầu cổ đây, thì khi mình ngước xem thì mình sẽ thấy cái lâu đài cổ, mình có thể lên trên đó được, nhưng mà vì mình viết tay còn nhỏ quá cho nên chúng ta không đi. Là mình là cuối tuần cho nên là ở đây rất là đông người đi xem, và ở tourist ở đây họ thường mấy người già họ thích đi thứ bảy chủ nhật lắm, nên bữa nay rất là đông người ở đây. Và nói chung là cái làng Kaisersberg này thì những ai đi dùng Alsace của mình thì họ sẽ nhất định phải đến đây, vì cái làng này là một cái làng rất là đặc biệt ở đây. Và cho dù là mình đi Được quả mùa chứ. hè hay là mình đi vào Mạc Sinh Nguyên mùa đông thì nó đều rất là đẹp, và nó đều có những cái đặc điểm mà ở một cái làng khác không có. Cho nên là nếu ai có đi ở vùng này thì nhất định phải đến xem làng Kaisersberg. Tôi c'est Victoria. Sais pas si y a ton prénom à toi, chérie. Non, il n'y a pas mon chat. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Cái bức tượng của Albert Schweitzer, người đã được prix Nobel de la paix. Ở đây, cái ngôi nhà này là nơi ông đã sinh ra, và nhà nước Pháp và cái làng Kaisersberg đang sửa chữa lại để mà làm cái bảo tàng lớn hơn để mà dân có thể đến xem. Đây họ kể lại sự tích của bác sĩ Albert Schweitzer. Ông là một bác sĩ người đầu tiên đã là vừa làm bác sĩ vừa là từ thiện và đã bảo vệ môi trường như là trước tất cả mọi người, và đã đậu được Prix du Nobel de la Paix năm 1952. Vas-y. Vas-y, pousse. C'est bien. Vu comme c'est joli? Avec les fleurs. Regarde devant toi. Đây là nói chung là một buổi chiều rất là tuyệt vời cho gia đình của mình, đặc biệt là cho bé Victoria. Victoria có thể trải nghiệm, thấy cảnh khác, thấy những cái ngôi nhà khác so với thành phố của mình đang ở. Cho nên ở đây là phải là một địa điểm rất là đẹp để đi xem và đi du lịch. Ở cái làng này năm 2017 đã được cho là làng thích nhất của người Pháp.
D'ailleurs, regarde en haut comme c'est joli. Regarde, lève la tête et regarde. Ouais, t'as vu? Ưa thích mà hơi đặc biệt á. Đây là một cái hãng làm thủy tinh. Và họ có cái một bên là exposition, có nghĩa là họ làm cho mình coi, và một cái bên là họ bán. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Tu vas sourire? Fais attention à chérie. Another chance, loving you is all I wanted. I'm wide open for a love affair, girl. When you look like that, close up, close up. I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby, got me hooked on you once again. Cho mọi người xem cái ngôi làng ở Kaysersberg. Bây giờ mình hẹn gặp lại mọi người ở một video tiếp theo nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của Victoria để mà xem nhiều video khác nha. Xin chào mọi người. Hey, chị Bích, cuckoo.